Good evening, Trump. Ok, rồi mình vào học cái bài hôm bữa lại nha. Để cô xem nào, hôm bữa mình đã học đến đâu rồi. Rồi, vậy con có dán đồ lên đồ của mẹ không? Không mà, sợ mẹ la hả? Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại bài cũ một tí trước khi mình vào học tiếp nha. Oh, what is this? It's a... gì nhỉ? Bắt đầu bằng chữ B. It's a... Green rồi hả? Còn ăn nữa. It's a bowl. Bowl. Number two, what is this? It's a cup. Good job. And what's this? Bắt đầu bằng chữ P nè. Pen. Đúng rồi, pen. What is it? Was it quên nữa rồi hả? It's cut cut cut. Ở đây mình có âm ca nhưng mà mình không đọc âm ca, con nhớ không? Mình không đọc âm ca, mình đọc n. Giống như thế này, giống chữ này nè, đây giống chữ của số 9 ấy. Nhưng mà mình lại kết thúc bằng âm khác. Mình kết thúc bằng âm F. Knife. Đúng rồi, knife. That's right. Tiếp theo. Cái này chắc chắn là mẹ hay làm lắm. Một lần mẹ bầm cái gì đó. Chopping. Chopping board. Đúng rồi, chopping board. Cái cuối cùng. Cái này con hay sử dụng nè. Bắt đầu bằng chữ S, P, sp, spoon. Spoon. Trả lại cho cô hết luôn hả? Con chỉ giữ lại được chữ cup thôi. Con có chép từ vựng vào vở không? Không luôn. Mỗi lần không là cô biết rồi. Vì không thấy được cái mặt là cô biết là con chưa chép rồi. Ok. Chopping. Ok. Rồi. Bây giờ con check nhanh cái phần này. Cái này hôm bữa mình làm rồi ấy. Nhưng mà con làm lại đi xem con nhớ được chưa. Sau mỗi lần con check thì con đọc luôn câu đó luôn nha. Is a... It's a spoon. Giờ đọc sai là sẽ bị. It's a spoon. It's a spoon. Good job. This. It's a pen. Good job. It's a... Good job. Con nhớ là con được bao nhiêu ngôi sao rồi không? Quên luôn hả? À? Như cô nhớ là con được 5 ngôi sao rồi ấy. 50 ngôi sao là sẽ có một ly trà sữa đặc biệt nha. Rồi, tiếp theo. Is a... It's a ball. Good. Cuối cùng nào. Knife. Ok, knife. Rồi con đọc ngắn lại tí.
con không cần đọc chữ ca nha, mình đọc chữ knife. Knife. Đúng rồi, mình con không cần kéo dài đâu. Kéo dài là khi nào mà cái chữ mà mới mình chưa đọc quen ấy thì mình sẽ kéo dài đọc chậm lại. Còn khi mình đọc quen thì mình sẽ đọc tốc độ bình thường. Nhà con có bao nhiêu cái nai đếm chưa? Chưa đếm à? Ok. Rồi. Rồi qua cái phần này thì hơi đây, cái phần này là trăm hơi bị mắc kẹt. Ordering, đây là những cái chữ mà mình đã học về trong cả nhà bếp. Con sắp xếp lại cho cô nè. Chữ đầu tiên là cái chữ mà con thích nhất. Bắt đầu bằng chữ C. Được không? C. Ông cưới ông đó không? Cưới này lên ông chứ, bé gì lạnh lắm. Tôi đừng có bắt mẹ ngồi đó à? Ok. Chữ thứ hai. Cửa phòng này lạnh lắm. Đầy pin như thả mẹ cái đi này. Đây là một cái gì nhỉ? Một cái này để mình để thức ăn. Mình có thể được nhiều ngày ở trong đó. Ok. Mỗi chữ đúng sẽ được 2 ngôi sao nha. Để cô ghi lại lát mất công cô quên. Đúng rồi. Wow. Rồi. Thế này là mau có trà sữa lắm luôn.
Wow, hôm nay giỏi ghê ta. Hôm nay con làm đúng hết luôn thì phải. Okay. Cái chữ này là chữ gì vậy con? Này là B, O và còn chữ này? A. A và R, D. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra. À còn cái chữ này nữa. Chữ chop. Ở đây mình có. Ok, chopping. Con đang ghi hình như là con đang ghi ba chữ P luôn hả? Em biết sai. Vậy con sửa lại chỗ nào con biết sai đi. Tại cô thấy đến ba chữ P luôn. Ba chữ luôn. Để con bỏ chữ nào hay là con sửa lại chữ nào con sửa đi. Ok. Rồi, bây giờ mình không kiểm tra nha. Sẽ mỗi từ đúng là sẽ mất 2 ngôi sao. Rồi. À. Là 4. Bowl, chính xác luôn. Pen cũng chính xác luôn. Spoon and chopping board. 2, 4, 6, 8. Vậy con tổng cộng con được bao nhiêu ngôi sao? Trong bài này con được bao nhiêu ngôi sao? Mỗi câu đúng là sẽ được 2 stars. Vậy cả hết là mình có bao nhiêu star nhỉ? Tính ở trên này thôi. Còn tổng cộng là con đang có 4 star của bài trước. 4 star. Và bây giờ mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở đây mình có 6 chữ và mỗi chữ là 2 star. Vậy tổng cộng mình có được bao nhiêu star nhỉ? 10. 10. 10, phải không? 10 stars. Bao nhiêu nhỉ? Ok, về tổng cộng trong bài này con có được 12 stars. Và cho đến bây giờ con đã có được 16 stars. Chắc có trà sữa rồi đấy. Rồi, tiếp nào. Ốc. Thì mình sẽ qua cái unit mới. Part of our house. Kitchen part of our house là những
những cái phần ở trong nhà. Ok. Rồi mình đã học hết những phòng ở trong nhà. Rồi giờ mình sẽ nói về các bộ phận của ngôi nhà. Đầu tiên mình có gì nhỉ? Đây mình có gì con? Có chữ đầu tiên là garden. Đúng rồi. What are in the garden? What can you see in the garden? I can see mom. Mom. Ok, mom có thể là mom mà. Nhưng mà cái người làm vườn thì mình gọi là gì? Mình gọi là cái người này ấy, thì người này mình gọi là gì nhỉ? Cái chữ này mình đã học ở trong một unit nào đó mà cô cũng không nhớ. Farm. Nhớ không? Farmer. 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 Đúng rồi, farmer nha. Cái người làm vườn, cái người này thì làm ở trên cánh đồng như thế này, làm vườn rồi vậy. Oh, không, ở đây không phải farmer. Ok, farmer thường là làm ở trên cánh đồng ruộng. Vậy ở đây chỉ có thể là mình ở trong nhà và xong mình ra làm thì mình cứ có thể dùng là gardener, người làm vườn. Ngoài cái người đó ra thì mình còn có gì nữa con nhỉ? Tree. Tree, đúng rồi. Và ngoài tree ra mình có gì đây? House. House. Có S nhỉ? House. House. Và có những cái bông hoa xinh đẹp. Nó là gì nhỉ? Hoa là gì con? Fly. Cô sẽ cho con xem con fly nè. Rồi cho con suy nghĩ thêm một phút trước khi cô tìm ra con fly cho con xem. Đây. Fly. Ok. Đây là fly, là những con ruồi. Nhưng mà mình flower cũng bắt đầu bằng chữ F và L. Nhưng mình có âm O nữa. Flower. Flower. Đúng rồi. Ok. Mày nhớ là trong garden thì mình sẽ có những thứ này: tree, flower, house, balcony. Tiếp theo mình có balcony. 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 Đúng rồi, đọc nhanh nha. Balcony. Balcony. Đúng rồi. Nhà con có balcony không? Balcony là vị trí nào nhỉ? Nếu nhà con có tầng thì khi mình đi ra thì mình có một cái balcony nhỏ nhỏ ở ngoài nhà ấy. Có không? Có không? Ok, thì cái đó mình gọi là balcony. Đây thì thường nó rất là nhỏ, tùy vào diện tích của mỗi nhà nhưng mà cũng không lớn. Đa số thì cỡ như thế này thôi. One more time. Balcony. Balcony. Good job. Stairs. Stairs. Stair. Stairs. Stair. Okay, one bit. Stairs. Stairs. Stair. Mình có chữ S, chữ T và air, air. Stairs. Đúng rồi, stairs. Và mình có thêm âm nữa. Stairs. Stairs. Đúng rồi, vì nhiều bậc thang ấy nên mình phải thêm chữ S nữa. Đó là cầu thang ở trong nhà mình ấy. Stairs. Stairs. Terrace. 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 Bắt đầu bằng chữ T. Terrace. 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 One more time. Terrace.
Terrace. Terrace. Terrace. Đúng rồi, terrace. Con biết đây là bộ phận nào, cái phần nào của ngôi nhà mình không? Phần nào nhỉ? Cái phần này thì không phải là balcony nữa. Balcony là khi mình từng phòng thì sẽ có cái cửa mở ra và mình đi ra, đó là gọi là balcony. Nhưng mà cái này thường thường là ở tầng cuối cùng ấy, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Ở đâu nhỉ? Đó là sân thượng. Sân thượng. Nhà con có sân thượng không? Có sân thượng không? Sân thượng sẽ ở phía phía trên tầng nhà cô không có. Tại vì nhà cô không có tầng. Ok. Backyard. 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 Yard, yard, yard. Okay, one more time. Backyard. Backyard. Cái back này là cái lưng của mình này, còn đây là con đọc tách hai chữ ra, đây là yard, yard, yard. Đúng rồi, bây giờ mình nối lại backyard. Backyard. Đó là sân sau của nhà ấy. Còn cái mái ngói của ngôi nhà mình gọi là roof. Roof. Good job. Roof. Roof. Okay, this one more time. Backyard. Backyard. Rồi mình đọc lại tách ra nha. Back. 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 Yard. Yard. Rồi nối lại. Backyard. Backyard. Ok. Rồi ở đây mình sẽ có cấu trúc. Structure là cấu trúc nha. What's this? What's this? This is a... This is a... This is a garden. No, this is a garden. Giờ mình có thêm một câu hỏi khác, đó là is the garden big? Is the garden big? Và nếu như mình thấy garden big, mình sẽ nói yes, it is. No, it isn't. Ok, cái dạng này thì mình cũng có sử dụng qua rồi. Cho nên bây giờ mình sử dụng lại để cho quen. Rồi. Look and circle. Now circle. One. Wait, wait, để cô chuyển thành cây bút cho con này. Rồi, ok. Không ra. Ồ, con vẽ không ra, để cô kéo bút xuống này. Rồi, quẹ quẹ để cô chùi cái này nữa. Rồi con thử xem. Ồ, chưa được. Ok, rồi, con thử lại đi. Okay, terrace. Yeah, no, number one, what's this? It is a garden. Đúng rồi, this is a garden. A garden, khi mình để vào trong câu thì mình sẽ đọc nhanh, mình không kéo dài cái chữ nào nha. This is a garden. It is a garden. Đúng rồi, number two, what is this? This terrace. A terrace. Okay, terrace. Hai chữ này thấy dài vậy thôi. Con đọc nó cũng ngắn lắm. Te và đến chữ
Terrace. 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 All right. Number three. What is this? This is balcony. Balcony. All right. Chữ C này con đọc là chữ K. O mình đọc là ơ thì mình sẽ đọc chữ này là C. Balcony. 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 Đó rồi. Good job. Okay, play something Apple. Matching animal. Pick two numbers. Pick two numbers. Number nine. A horse. One more horse. It's number four. It's number four. Are you sure? Number. It's a pig. Này chơi khó con nhỉ. Okay, bây giờ number four. Oh, it's a horse. Vậy number nine có thể là horse nữa không ta? À. Number nine là sheep. Người ta đổi liên tục nhỉ. Không thể nào mà chơi đúng được luôn. Okay, tiếp nào. Number four. Okay, number four, speak. Number four, mình đọc sao nhỉ? Stairs. Number five. Roof. Con đọc roof. Chữ đúng rồi, chữ R và đến chữ U. Xong đó mình đọc chữ F, roof. Roof. Đúng rồi, good job. Number six. Back. Ok, mình biết được đây chữ back là cái lưng hoặc là phía sau. Còn chữ này là yard. Yard. Backyard. Good job. Mình sẽ nhấn ở âm ở từ yard. Rồi, very good. Rồi, bây giờ con sẽ fill the missing letters. Bây giờ Tâm hãy tâm tờ con tập làm quen với cái này nữa nha, cái đề bài người ta cho mình ấy, để khi mà con làm bài con có thể hiểu được yêu cầu của người ta nữa. Ok, fill là điền vào những cái từ còn thiếu. Rồi ok, bắt đầu được, bắt đầu nha. Không. Con muốn biết chữ gì này để cô di chuyển cái thanh công cụ đi chỗ khác này. Con thả chú ra cho cô đi. Cô di chuyển đi cho con dễ biết. Rồi. Ok.
Yard. Chữ đó là backyard. Yard. Yard. Khi mà đọc âm a, yard, thì con thấy khẩu hình miệng mình đang đọc âm gì đây? Là âm a, yard. Âm a. Yeah. Yes, là âm a. Con khi mà mình đọc âm a và có hai dấu chấm nữa thì cái miệng mình sẽ mở hơi rộng. Yard. Và âm cuối cùng của mình đó là âm D. Rồi ở đó mình sẽ có Belk. Mình sẽ có âm A, A, D. Rồi A và A khi mà ở với nhau thì đó thì sẽ luôn, hầu như là sẽ luôn được đọc là A, A, yard. Yeah. Yeah. Good job. Rồi mình xuống với từ terrace, sân thượng. Terrace. Con thấy mình bắt đầu bằng chữ gì? Chữ terrace. Đúng rồi, mình bắt đầu bằng chữ terrace. Ter là cô đang đọc âm t và âm e. Terrace. Sorry, âm t và âm e. Và double, one more r. Ok. Vậy khi con viết thì con hãy chú ý đến chẳng hạn như cái từ đó mình có bao nhiêu âm giống nhau, chẳng hạn như là hai âm A, hai âm O, thì như vậy là mình nhớ gần hết chữ rồi. Đầu chữ cuối cùng đó là balcony. 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 Yeah. Ở đây bắt đầu bằng chữ C. Chữ C khi mà mình phiên âm ra thì người ta đọc là chữ K. Thành chữ cá con. Đó, belk, o. N. N. Y. Rồi, được chưa? Con thấy cái để cô... Rồi, xong rồi. Bây giờ cô sẽ lưu ý cho con hai cái này để khi con ghi, khi con nghe đọc thì con có thể ghi ra được này. Con thấy cái chữ garden không? Đây, con thấy garden mình đọc là âm A, garden. Backyard. Giống nhau phải không? A này. A này, ok chưa? Rồi, number one. Bây giờ cô sẽ kiểm tra đáp án nha. Stairs, roof, terrace, garden, and balcony. Wow, hôm nay con nhớ được nhiều hơn mọi hôm đấy. Ghi con ghi được hết còn lại. One, two. Anh chỉ có 3 chữ dài là con chưa ghi được thôi. Rồi, number one. Bây giờ cô sẽ circle mỗi bức tranh mà con đọc cái từ đó nha. What this? What are these? What are these? These are. They are stairs. Stairs. Remember, these are stairs. Tại vì nhiều bậc cầu thang ấy con. There are stairs. Đúng rồi. Vì vậy cô không dùng this mà cô phải dùng these. Là đây là những cái bậc cầu thang. Next. What's this? This. This.
This is a. This is a terrace. Terrace. All right, cái từ này này con. Đây ở đây con thấy là mình đọc cái này là terrace chưa? Còn nguyên cả cái cụm này mình đọc nó là rus. R. Rus. Terrace. Terrace. Oh, why is this? This is a garden. This is a garden. Is the garden big or small? Is the garden big or small? Big. Is big. Is it big? Is the garden big? Is it hay là no, it isn't. Con thấy vườn. Good job. Is the backyard big? Yes, it is. Mm-hmm. Is the terrace small? Mm-hmm. No, it isn't. Okay. Is the balcony big? No, it isn't. Good job. Nice. Look and tick. Nhìn và tick. Tick ở đây là mình sẽ đánh cái dấu như thế này nha. Okay. Và con sẽ gặp từ cái từ tick đó khá là nhiều cái. Để cô xóa cái này này. Rồi bây giờ con tick đi. Không được, để cô đẩy cái này xuống này. Con thả chuột ra để cô kéo cái thanh công cụ này xuống. Ok. Oh, one more. Rồi. Okay. Rồi, hãy đọc những cái từ, những cái ô mà con đã tick. Is a. It's a garden. Is a terrace. Is a terrace. Chỉ có âm cuối cùng của mình là âm S. Terrace. A terrace. Rồi con đọc cho rõ hai chữ đầu tiên nha. Is a terrace. Is a terrace. Good job. Terrace. 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 Rồi. Next. Backyard. The word is a backyard. Back. It's a backyard. Okay. Con không cần nhấn chữ back. Con đọc chữ back bình thường và sau đó mình sẽ nhấn vào chữ yard. Backyard. Backyard. Next. It's a road. R và U. Hai âm
O này đọc là u, roof. Roof. Đúng rồi. Is a balcony. 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 Cuối cùng. There are stairs. Good job. Rồi ở đây mình, đây là mình đọc là they. Và cái chữ này là khác nha con. These, cái này là these hoặc là, và cái này là there. Ba chữ này hoàn toàn khác nhau khi mình đọc nha. These, there, they. They. Rồi chữ they đầu tiên. Đúng rồi, và chữ đầu tiên là these. These. Con sẽ để cái lưỡi ra ngoài. These. These. Tiếp theo, chữ thứ hai. There. Đúng rồi, there. Thì khác với lại chữ they. They thì mình đọc hoàn toàn rõ nha. Đúng rồi. They are stairs. Hoặc là there are stairs. Yeah. Rồi, speaking. Bây giờ đã đến lúc mình sẽ tập hợp lại tất cả các kiến thức của những căn phòng đó. Rồi, now number one, ở đây là tell me about your house. Cho tôi biết về ngôi nhà của bạn. Question number one, how many rooms are there in your house? How many rooms? How many rooms? Dạ vậy. Cái câu này, câu này có nghĩa là gì? How many rooms are there in your house? Thì mình sẽ sử dụng là there are. There are bao nhiêu phòng con? Có bao nhiêu phòng? Con thấy ở đây mình có từ rooms. Rooms là phòng. Vậy có bao nhiêu phòng ở trong nhà của con? Cái này là in your chứ không phải là in you này. Người ta ghi thiếu. Rồi bây giờ con có bao nhiêu phòng? Trước tiên là nếu như mình, giả sử mình có, bây giờ mình sẽ nói là there are bao nhiêu phòng con? Six, seven, eight. How many rooms? Seven. Yes. Yes, there are seven rooms in my house. In my house. Okay. Vậy thì khi mà những câu này con biết how many là bao nhiêu và rooms thì mình chỉ chú ý những cái từ mới là như thế này. Từ này này con, rooms, phòng. Và khi mà nói từ your là của bạn. Your thì chắc chắn là người ta muốn hỏi đến là cái ngôi nhà của bạn. Thì lập tức khi mình nghe như vậy thì mình sẽ trả lời này. There are seven rooms in my house. Tiếp theo, what are they? Bây giờ seven rooms. Đã, bây giờ mình phải liệt kê cho người ta biết đó là những phòng nào trong nhà. Kitchen. Yes, there are kitchen. Kitchen. Bedroom. Bedroom. Bathroom. Bathroom.
Còn cái phòng gì mà mình có thể xem phim đó? Phòng gì mình xem phim nhỉ? Living room. Đúng rồi, living room. Mình mới có 4 phòng thôi. Còn 3 phòng nữa. How many bedrooms? How many bathrooms? Nhà con có bao nhiêu bathrooms và bao nhiêu bedrooms? Ít lắm là phải 2 to 3. Ít lắm là phải 2 đến 3 phòng ngủ nhỉ? Đúng không? 2. Vậy mình có there are 2 bedrooms. Nếu như mà cái số lượng nó nhiều hơn 1 thì con phải liệt kê số ra. Con 2 bedrooms. Ok, how about bathrooms? How many bathrooms? 2, 3, 1. Ok, 1 bathroom. Ok, bathroom thì mình không cần tính ra. Vậy cho đến bây giờ là mình có 2 bedrooms, living room, kitchen, bathroom. Vậy mình đã có 5 phòng rồi. À, không, mới có 5 phòng thôi. Còn 2 phòng nữa. Rồi, 2 phòng đó. Cho con suy nghĩ đến bài tiếp theo, mình sẽ học lại cái, mình sẽ trả lời những cái phần này nha. Đây là những cái câu hỏi mà liên quan đến những cái phòng mà con đã học trong những unit vừa rồi ấy. Yeah, ok. Dizzy, bây giờ con sẽ nhìn lại những căn phòng trong nhà để mà ôn lại nha.